Chúng tôi là Trọng Thắng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Bản tin đầu của chúng tôi cho biết là Hoa Kỳ sẽ xuất kho 10 triệu thùng dầu trước thềm của lệnh cấm dầu Nga từ châu Âu. Theo thông tin trên tờ Bloomberg, trích dẫn thông báo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết rằng sẽ xuất kho 10 triệu thùng dầu thô tại các cơ sở dự trữ tại tiểu bang Texas và tiểu bang Louisiana vào tháng 11 sắp tới đây. Các cuộc đấu thầu về nguồn cung cấp nói trên sẽ đến hạn vào ngày 27 tới tháng 9 sắp tới. Phản ứng về thông tin này, giá hợp đồng giao sau của dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate trong thời gian ngắn đã tăng nhẹ so với mức khiêm tốn của ngày 19 tháng 9. Đề nghị nói trên của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã được đưa ra vào thời điểm giá dầu tiêu chuẩn trên toàn cầu đã giảm xuống mức chưa từng thấy trước khi cuộc xung đột của Nga và Ukraine xảy ra vào cuối tháng 2. Sự sụt giảm giá dầu tương lai đã làm cho giá tại trạm bơm của Hoa Kỳ giảm mạnh trong nhiều tuần qua. Đây được cho là một diễn biến đáng hoan nghênh đối với chính quyền của Tổng thống Joe Biden trước thềm của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Việc xả kho 180 triệu thùng theo kế hoạch của Bộ Năng lượng được thiết lập tiến hành trong vòng 6 tháng tính từ tháng 5 năm nay. Và cho đến nay thì kho dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ đã phân phối 155 triệu thùng dầu thô, trong 10 triệu thùng dự kiến sẽ được xuất kho vào tháng 11, có 1 triệu thùng được cho phép xuất cảng. Các nhà máy lọc dầu Valero Energy và Marathon Oil của Hoa Kỳ là những khách hàng lớn nhất mua dầu từ kho dự trữ. Một khi các lệnh trừng phạt của Liên Âu nhắm vào hoạt động nhập cảng dầu của Nga qua đường biển có hiệu lực vào tháng 12 này, thì các nhà khai thác sẽ bị cấm bảo hiểm và tài trợ cho các việc vận chuyển dầu Nga bằng đường biển đến các quốc gia thứ ba. Tiếp nối là bản tin cho biết là công ty giao dịch tiền điện tử Wintermute đã bị tin tặc đánh cắp 160 triệu Mỹ Kim. Công ty giao dịch tiền điện tử Wintermute của Hoa Kỳ đã trở thành một nạn nhân của vụ tấn công mạng khi bị tin tặc đánh cắp một lượng tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 160 triệu Mỹ Kim. Đây là một vụ tấn công mới nhất trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, lĩnh vực luôn phải đối mặt với sự rủi ro liên quan tới tội phạm mạng. Trên trang Twitter, giám đốc điều hành của tiền điện tử Wintermute là ông Evgeny Gavoy cho biết là tin tặc đã nhắm vào các hoạt động tài chính phi tập trung của Wintermute tại London. Ông Gavoy cho biết là khả năng tài chính của công ty vẫn ổn định, tuy nhiên nếu các đối tác cho Wintermute vay tiền và muốn thu hồi khoản vay thì công ty hoàn toàn tôn trọng quyết định này. Vẫn theo lời của ông Gavoy, dịch vụ của Wintermute có thể bị gián đoạn trong một vài ngày sắp tới đây. Phần mềm và nền tảng tài chính phi tập trung DeFi thường lọt vào tầm ngắm của tin tặc trong các vụ tấn công mạng vào những năm gần đây. Vì đặc thù là một hình thức tài chính cho phép người dùng giao dịch trực tiếp với nhau thông qua blockchain thay vì phụ thuộc vào các tổ chức tài chính truyền thống. Lĩnh vực này ít được quản lý và các nạn nhân hiếm khi truy đòi lại lượng tài sản bị đánh cắp. Công ty Wintermute tự nhận là một trong những người chơi lớn nhất trong thị trường tiền điện tử trên toàn cầu khi cung cấp thanh khoản trên hơn 50 sàn giao dịch và nền tảng giao dịch, trong đó có Binance, Coinbase, FTX, Kraken cũng như là các nền tảng phi tập trung như là DAIX và Uniswap. Loại tiền điện tử Wintermute là một công ty mới nhất trong danh sách nạn nhân của các vụ tấn công mạng trong thời gian gần đây. Tin từ Hoa Thịnh Đốn, bản tin tiếp nối cho biết là một cuộc biểu tình phản đối về lời tuyên bố của Tổng thống Biden là đại dịch COVID-19 kết thúc. Cuộc biểu tình đã diễn ra ngay sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 18 tháng 9, ông nói rằng đại dịch COVID-19 đã chấm dứt ở Hoa Kỳ, không còn ai đeo khẩu trang, mọi người đều trong trạng thái tốt và vì vậy tôi nghĩ tình hình đang thay đổi. Nhận xét của ông Biden đã thu hút chú ý từ chuyên gia y tế, cộng đồng và các nghị sĩ, những người nói rằng ông đang phá hoại nỗ lực triển khai mũi tiêm tăng cường và bảo đảm nguồn tài trợ liên tục
cho việc xét nghiệm và điều trị. Mạng lưới tổ chức phi lợi nhuận mang tên MeAction đã tổ chức một cuộc biểu tình ở bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Một số người mắc bệnh viêm cơ não tủy hoặc là hội chứng mệt mỏi mãn tính nằm ở trên vỉa hè cầm biểu ngữ phản đối. Giám đốc vận động của tổ chức MeAction là ông Ben Schuberger cho biết rằng chúng tôi bị ốm, bị tàn tật với những hội chứng sau COVID và COVID vẫn kéo dài, nhưng ngày hôm nay chúng tôi ở đây đặt cơ thể mình vào tình trạng nguy hiểm để nói với Tổng thống Biden rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc và rằng hàng triệu người trong chúng ta vẫn khổ sở sau khi nhiễm virus. Chúng tôi cần chính phủ phải hành động khẩn cấp và kêu gọi Tổng thống Biden tuyên bố là MECFS và hội chứng COVID-19 kéo dài là một tình trạng khẩn cấp quốc gia. Hội chứng COVID kéo dài là một thuật ngữ mô tả những bệnh nhân có các triệu chứng kéo dài hàng tuần hoặc là hàng tháng sau khi bị nhiễm COVID-19. MECFS là một bệnh mãn tính có thể nhiễm phải sau khi bị nhiễm COVID-19. Theo tổ chức MeAction thì các triệu chứng của hội chứng này khiến cho 75% người mắc không thể làm việc và 25% phải nằm liệt giường. Người biểu tình đã yêu cầu đầu tư nghiên cứu giáo dục cộng đồng và tiếp cận một phương pháp điều trị và hỗ trợ kinh tế cho những người bị COVID-19 kéo dài. Họ cũng yêu cầu chính phủ tiếp tục các phương pháp đã được chứng minh để hạn chế COVID-19 lây lan, như là phân phối khẩu trang chất lượng cao và tài trợ liên bang liên tục cho việc tiêm chủng và xét nghiệm. Tòa Bạch Ốc vẫn chưa bình luận về những thông tin này. Theo dữ liệu từ trường đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ ghi nhận khoảng 65.000 trường hợp COVID-19 mới mỗi một ngày trong 2 tuần qua. Ca nhiễm đang giảm ở hầu hết tất cả các tiểu bang. Các dự báo do trung tâm CDC công bố và cho biết rằng những trường hợp nhập viện và tử vong mới sẽ không tăng trong tháng tới. Sau có bản tin cho biết là cựu Tổng thống Donald Trump chế nhạo đương kim Tổng thống Biden ngồi hàng ghế thứ 14 trong tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Theo thông tin trên trang Mediate, cựu Tổng thống Donald Trump đã chế nhạo Tổng thống Biden vì đã ngồi dãy ghế gần cuối cùng trong tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại tu viện Westminster. Ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông viết rằng, đây là những gì xảy ra đối với Hoa Kỳ chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm ngắn ngủi, không được tôn trọng. Tuy nhiên, đây là lúc Tổng thống chúng ta làm quen với các lãnh đạo quốc gia ở thế giới thứ ba. Nếu tôi mà là Tổng thống thì họ sẽ không bao giờ sắp xếp tôi ngồi ở đó và quốc gia của chúng ta sẽ khác biệt hơn rất nhiều so với bây giờ. Ông Trump đã đăng kèm tấm hình cho thấy ông Biden ngồi ở hàng ghế gần cuối của tu viện sau khi đến tang lễ trễ. Theo thông tin trên trang The Guardian giải thích rằng, Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân đã nhận được miễn trừ đặc biệt không cần phải ngồi xe bus đến tu viện với toàn bộ các lãnh đạo trên thế giới và vì kẹt xe nên họ đã đến trễ, tang lễ được dàn dựng cẩn thận. Sau khi đến nơi thì ông bà Biden cuối cùng cũng ngồi xuống ghế trong tu viện vào lúc 10:05 sáng ngày thứ hai. Chương trình đã được Điện Buckingham đưa ra đối với 500 lãnh đạo khách mời sẽ yên vị trong thời gian từ 9:35 cho đến 9:55 sáng. Ký giả Daniel Buffy loan tin rằng có lẽ do không ngồi chung xe bus với các lãnh đạo khác từ điểm tập trung tại Royal Hospital Chelsea, ông bà Biden đã được chỉ định ở hàng ghế thứ 14 ở phía nam của tu viện. Tổng thống Hoa Kỳ ngồi sau Tổng thống Biden và phía trước của Thủ tướng Cộng hòa Czech, đệ nhất phu nhân Joe Biden ngồi bên trái của chồng và ngồi cạnh Tổng thống của Thụy Sĩ là ông Ignacio Cassis. Tin từ New York, bản tin tiếp nối cho biết là lượm vai chai mà kiếm cả ngàn đô cho mỗi một ngày. Ước tính có khoảng từ 8.000 cho đến 10.000 người ở New York kiếm tiền bằng việc nhặt ve chai và nhờ đó họ đã thanh toán được hóa đơn hỗ trợ gia đình và thậm chí giúp cho con cái vào đại học từ tiền bán và đổi vỏ chai, vỏ lon. Theo thông tin trên tờ báo New York Post, ở góc đường Riverside Drive và đường số 89, người đi đường có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc bao nhựa màu xanh chứa đầy vỏ lon và chai lọ đã qua sử dụng. Thoạt trông chúng giống như là đống rác tái chế, nhưng đối với một nhóm dân ở khu vực Queen, đây lại là một nguồn thu nhập chính của họ. Mỗi bao xanh như vậy chứa khoảng 200 hộp nhựa hoặc là vỏ lon thiết, trị giá tầm 5 cent
mỗi chiếc khi đổi tại trung tâm tái chế Elsford, New York, và dù phải thu gom và nhặt nhạnh từng vỏ lon, nhưng việc năng nhặt thì chặt bị đã đem lại một thu nhập cho rất nhiều các hộ gia đình nghèo khó ở thành phố New York hào nhoáng. Vào những ngày may mắn nhất thì những người thu nhập có thể gom được cỡ 100 bao vỏ lon và như vậy có thể kiếm được gần 1.000 Mỹ Kim. Theo lời của ông Ryan Castalia là giám đốc điều hành của trung tâm đổi quà phi lợi nhuận mang tên Sure Weekend, ước tính có khoảng từ 8.000 cho đến 10.000 người dân New York kiếm tiền bằng cách thu gom các lon, chai và hộp nhựa rồi trả lại cho các cửa hàng để được hoàn tiền. Trong số đó có khoảng 100 người kiếm kế sinh nhai bằng nghề đóng hộp. Ông Ray DeCamin sống ở Brooklyn, đã từng đi nhặt ve chai và hiện nay đang làm quản lý tại tổ chức Sure Weekend, cho biết rằng những người nhặt ve chai luôn biết rõ chuyện sẽ có một ngày, một số ngày có hiệu quả hơn là những ngày khác, nhất là vào những ngày dịp lễ lớn. Ông Ray giải thích với tờ báo New York Post cho biết ngày Thánh Patrick là một ngày tuyệt vời nhất. Mọi người đã bắt đầu uống bia rượu từ lớp sớm, từ 2 giờ trưa cho đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi chỉ cần đi từ quán bar này sang quán bar khác, giữa phố 42 và 45 là dễ dàng có thể kiếm được 800 Mỹ Kim. Tin từ Chicago, bản tin tiếp nối cho biết là một vụ nổ nhà chung cư 4 tầng khiến cho 6 người bị thương. Thông tấn xã CNN đưa tin cho biết là một vụ nổ lớn xảy ra tại một chung cư ở thành phố Chicago, khiến cho tòa nhà bị hư hại nặng và 6 người bị thương. Phát ngôn viên của Sở Cứu Hỏa cho biết là vụ nổ xảy ra ở tầng cao nhất của tòa chung cư 4 tầng, nằm ở khu vực phía nam của Austin, thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, vào 9 giờ sáng ngày hôm nay, 20 tháng 9. 10 chiếc xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường và ít nhất 6 người bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện lân cận. Giới chức của địa phương cho biết 3 nạn nhân nằm trong tình trạng từ nghiêm trọng đến nguy kịch. Những người còn lại bị thương nhẹ, nhiều mảnh vỡ từ tòa nhà vương vãi trên đường phố. Một phần mái của tòa nhà đã bị đánh sập trong khi cửa sổ bị phá hủy. Có ít nhất là 3 chiếc xe đậu ở trên phố bị hư hại nặng. Chủ sở hữu của tòa nhà chung cư là ông Roman Veer nói rằng đây là một tai nạn nghiêm trọng và chúng tôi thực sự đau lòng cho các cư dân ở nơi đây. Mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi là sức khỏe, hạnh phúc và sự an toàn của cư dân. Chúng tôi đang hợp tác cùng với các đội cứu hộ và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để hỗ trợ cho các cư dân. Lực lượng cứu hỏa cũng tiến hành di tản các tòa nhà liền kề nơi xảy ra vụ nổ để bảo đảm an toàn. Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều người cho rằng đây có thể là do rò rỉ khí gas. Và ngay sau đây là phần thông tin thương mại.